Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã đến kênh bán hàng của bên em nhá. Và ngày hôm nay thì em lại giới thiệu cho các bác những cái combo chơi rất là vừa đồng tiền bát gạo mà lại hay các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này. Đấy, cần tư vấn thì các bác gọi luôn cho em. Và đây là những cái combo là bên em báo giá vật tư giá tại xưởng cho anh em luôn. Giá tại xưởng các bác nhá. Bác nào thích những mẫu nào thì các bác báo em để em phối gấp vào để lên sản phẩm các bác nhá. Và đây là cái mẫu thùng súp hơi bát 40 các bác nhá. Bát 40 rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp súp hơi. Đấy, thì kích thước như sau. Kích thước của nó là ngang là 45, cao 56 và sâu 60 các bác nhá. Thì là bên em bán là 1.250.000 một cục các bác nhá. Một quả này là vỏ các bác nhá, vỏ chưa có bát. Và giá này là chưa có phí ship, giá tại cửa hàng các bác nhá. Đấy, thì bác nào thích lấy mẫu bát nào thì các bác nhìn vào cái mẫu bát của nó và cộng tiền lên luôn. Đây là cái mẫu bát RCF từ 220 của 100. Thì em bán là 1.400.000 đồng một quả các bác nhá, 1.400.000 đồng một quả. Con này thì màng sóng ấy gần dưới gần 3 sóng các bác nhá. Đây của 100 thì nó quá khủng rồi. Đấy các bác nhá. Đây. Đấy quá khủng rồi. Từ anh tất cả bên em bao cho bác đây là hàng nhập khẩu China 100%. Nói không với hàng Việt Nam các bác nhá. Con này mà các bác mà phát hiện đây là hàng Việt, loa bát Việt Nam, em tặng luôn không cần lấy tiền. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy RCF 6 lỗ cực kỳ chất luôn. Đấy. Mẫu này thì quá chất lượng rồi. Tiếng bát sâu, uy lực. Đấy, phù hợp với bác nào nhà rộng tầm khoảng 3-40 vuông. Đấy, thì chơi con này thì quá hay rồi. Đấy, con này thì đặc điểm ưu điểm của nó là bát lực đi xa. Thôi nhá. Đấy, ok. Đây là mẫu lựa chọn bát số 1. Đấy, bác nào thích lấy bát nào thì các bác cộng ra thùng cộng với quả bát này là ra tiền các bác nhá. Thì là cái này thì là bác nào lấy thì em sẽ cộng 50.000 tiền công lắp đặt và dây dọ luôn. Em sẽ làm dây dạo và lắp đặt luôn. Đấy. Và lắp đặt là cho anh em ngon lành. Đấy. Thôi nhá. Cộng thêm 50.000 là bên em hàn dây dạo và ốc ác đầy đủ cho anh em và lắp chỉ việc chơi thôi. Đấy các bác nhá. Công thợ thì bên em. Đấy. Mẫu thứ hai là bát 40 từ 170 côn 65. Con này thì gân béo. Đấy các bác nhá, gân béo. Con này thì nó ưu điểm của nó là tiếng êm mềm. Đấy. Nó sâu. Đấy, nó sâu. Đấy, dành cho những bác nào mà nhà không gian nó lân quanh tầm khoảng 30 vuông. Đấy là rất ok. Đấy các bác nhá. Thì con này cũng là sơn đúc các bác nhá. Con này thì em bán là 1.150.000 một quả các bác nhá. 1.150.000 một quả các bác nhá. Ok nha anh em. Đấy. Đấy, 1.150.000 một quả, giá này chưa có phí ship các bác nhá. Đấy, từ 170 côn 65 sơn đúc toàn phần cho anh em luôn. Đấy. Đấy, các bác thích mã nào thì cứ cộng vào là ra. Và tiếp theo là mã này đây là từ 190 côn 76, em bán là 1.300.000 đồng một quả các bác nhá. Cũng gân béo, thực ra con này thì nó công suất khỏe hơn con nào chút. Đấy. Giá thì nó chênh một chút xíu thôi, không có chênh nhiều các bác nhá. Công suất thì nó cũng chênh không quá nhiều. Đấy. Thì từ 190 côn 76, 1.300.000 đồng một quả các bác nhá. Đấy. Và đây, bát còn đằng sau đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Từ 190 côn 76 rất là chất chát các bác nhá. Rất là chất chát. Đó. Được chưa? Bác nào lấy mã nào thì là cộng cộng giá tiền cộng mấy này tiền vỏ vào là xong các bác nhá. Đấy. Vâng ạ, tiếp theo đây là những cái mẫu full bát 30. Đấy. Đây em mở cho bác một nắp thử cho một cái, bác nhìn luôn. Đấy, mẫu thông hơi trước các bác nhá. Chất liệu gỗ là MDF các bác nhá. Gỗ MDF. Đấy. Rất đẹp các bác nhá. Những cái mẫu vô cùng gọn gàng, xinh xắn đẹp và không những hay mà còn rất là đẹp luôn. Đấy, lỗ thông hành trước phễu rất là dày các bác nhá. Thì kích thước của cái loa này là cao là 60, ngang 34, sâu 38 các bác nhá. Và bên em là bán là 1.350.000 một đôi. 1.350.000 một đôi, giá này chưa có phí ship các bác nhá. Giá này tại cửa hàng chưa có phí ship. Giá này nó đầy đủ tem, bông và hậu hít đầy đủ cho anh em luôn rồi. Hậu kèm đầy đủ cho anh em luôn. Các bác nhá. Có tem, có bông đầy đủ cho anh em, tem đầy đủ này, bông ở trong đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Thì bên em đầy đủ cho anh em luôn. Thì ở đây có những cái mẫu bát cho các bác lựa chọn các bác nhá. Các bác thích mẫu bát nào, các bác phôi ghép vào bên em sẽ lắp đặt cho các bác luôn. Thì mẫu đầu tiên là mẫu RCF. Đấy, từ trắng các bác nhá. Từ trắng là 1.450.000 một đôi các bác nhá. Đấy, giá là chưa có phí ship các bác nhá. 1.450.000 một đôi. Các bác thích mua lẻ bên em cũng biết bán các bác nhá. Các bác thích mua bát rời, thùng rời, phân tần rời, chép rời bên em bán hết các bác nhá. Đấy. Bên em cung ứng vật tư giá xưởng cho anh em luôn. Đấy, các bác về lắp đặt được. Đấy. Thì mẫu này là 1.450.000 một đôi. Đấy các bác nhá. Còn mẫu này là mẫu Benziger. Benziger từ 156
cái mẫu này thì là từ 170 côn 76 các bác nhá, từ 170 côn 76, còn mẫu này một từ 156 côn 65 đấy các bác nhá. Thì mẫu này là 1.050.000 một đôi các bác nhá, 1.050.000 một đôi. Thực ra côn 65 là một côn rất lý tưởng các bác nhá, côn lý tưởng là các bác chơi tiếng rất hay, lời ngọt các bác nhá. Đấy, 1.050.000 một đôi. Một chiếc vào đây thì gồm hai loại BC4410 và dòng này là dòng D mấy các bác nhá, dòng D mấy thì giá của nó là 580.000 một đôi các bác nhá. Giá là đây 580.000 một đôi. Ok chưa? Em làm tròn, nếu bác nào mà lấy này thì em sẽ làm tròn đi, rất là dễ tính các bác nhá. Đấy. Và phân tần ở đây là phân tần PA các bác nhá. Phân tần PA đó. PA 450.000 một đôi. PA 5 các bác nhá. Thì các bác nhìn này. Mạch rất là gọn gàng, sạch sẽ, có cả bóng xả các bác nhá. Và hàng nhập khẩu 100% luôn các bác nhá. Đấy. Và mẫu bát thứ ba là bát Ezic các bác nhá. Bát Ezic các bác nhá, bát Ezic. Đấy, từ 170 côn 65. Đôi loa này là bát của nó, bát 30, tất cả là bát 30 hết các bác nhá. Bát 30 này. Đấy. 1.250.000 một đôi các bác nhá. 1.250.000 một đôi. Bát 30 hết các bác nhá. Đây là mẫu full bát 30, thùng vỏ bát 30 các bác nhá. Full bát 30. Đấy. Thì bác lắp ghép vào thì em sẽ nhân các bác sau. Thì thùng 1350 này cộng mấy này 1450 là 2.8 này. 2.8 cộng mấy này 450 là 3250 này. 3250 cộng mấy này, mỗi này làm tròn đi, 550 thì thành là 3.8 một đô la. Đấy các bác nhá, đây là mẫu bát số 1 các bác nhá. Mẫu bát số 1. Còn mẫu bát số 2 là mẫu Benziger này thì là 1050 cộng mấy là 1350 là 2.4. 2.4 cộng mấy này 450 là 2850 này. 2850 cộng mới này 550 vào nữa thì là có bao nhiêu đó? Có thành 3.4 một bộ combo bát số 2 các nhá, bát số 2. Đấy, còn mẫu bát số 3 là từ 170 côn 65 này thì 1250 cộng mới được 1350 là 2.6. 2.6 cộng mới này 450 này là 3050 cộng với 550 thành là 3.600.000 đồng một đôi. Là combo này, combo mẫu bát số 3. Đấy, xứng đúc, còn con này xứng sắt các bác nhá. Xứng sắt nhưng con này tiếng rất là hay đấy các bác nhá. Đấy, rất rất nhiều sự lựa chọn cho anh em luôn. Các bác chơi, các bác nào thích mua thùng thì bán thùng, thích mua bát bán bát, thích mua phân tần bán phân tần, thích mua chép bán chép các bác nhá. Đấy, tất cả những mẫu là bên em đều bán rời cho anh em luôn và cung cấp cho anh em ra xưởng các bác nhá. Đây là mẫu bát thùng xúc hơi 40. Đấy, thùng hơi 40. Còn đây là mẫu full 30 các bác nhá. Đấy, mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho bên em.